Rồi, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoài Niệm Game TV. Và tháng này thì mình sẽ cập nhật cho anh em cái tỷ giá trao đổi tiền tệ ở trong in game ở thời điểm hiện tại của tháng 7. Đó, ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì rất là mong anh em hãy ủng hộ mình một nút like video. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh, nút màu đỏ phía dưới của video để theo dõi và ủng hộ cho mình nhá. Ok, thì bắt đầu là mình sẽ nói qua lại, có thể nhiều anh em sẽ chưa biết về cái tiền tệ ở trong game MOBA Away. Thì hiện tại ở trong game MOBA Away thì đang có là tổng cộng là 4 loại tiền tệ chính đó, mà có thể là đem ra để đi để giao dịch đó. À, ở đây thì mình có cái loại tiền tệ thứ nhất, đó là cái cây style này. Đây là gọi là cây style anh em nhé. Cây này thì nó cũng chỉ là cái vũ khí bình thường thôi. Nó chỉ là cái vũ khí kiếm bình thường thôi, nhưng mà nó là một cái phiên bản kiếm ở cái phiên bản gọi là kỷ niệm. Và người ta ở trong game này thì anh em người chơi thì họ sẽ tự biến nó thành một cái dạng tiền tệ, tự coi nó là một cái dạng tiền tệ rất là quý hiếm ở trong game và có giá trị cao nhất. Đó, thì nó cũng chỉ là một cái cây kiếm có những cái dòng full bình thường cộng 15 thôi, số hút sợ up style màu vàng. Đó, ngoài ra thì cái dạng tiền tệ thứ hai đó là cây gua này, cây gua. À, đây là một cây gua nhá, đây là một cây gua, đây là dạng tiền tệ giá trị thứ hai ở trong in game. Đó, nó cũng là một dạng tiền tệ có giá trị cao thứ hai ở trong in game. Đó, thì giá trị tiền loại tiền tệ thứ ba thì đó là con sói vàng này. Đấy, con sói vàng coi. Ở trong game thì nó gọi là tắt là FG, còn gua thì viết tắt là W kép, style thì viết tắt là SC. Và con fan gold này, con fan gold này thì viết tắt là FG nhá. Thì con fan gold, đây là con fan gold, loại tiền tệ cao thứ ba trong game. Đấy, còn loại tiền tệ thứ tư đó là cái bóc reset master màu đỏ này, thì nó là cái đoạn tiền tệ trao đổi là giá trị thấp nhất ở trong game. Thấp hơn nó nữa thì sẽ có những cái bóc màu xanh, bóc pink và bóc green nữa. Đó, nhưng mà hiện tại thì để nó mang đi giao dịch cho nó thuận tiện thì anh em sẽ sử dụng cái bóc đỏ này, là cái loại tiền tệ thứ tư ở trong game để mang đi giao dịch, trao đổi, buôn bán. Đó. Ok, thì về cái tỷ giá trao đổi quy đổi của tháng 7 này thì mình sẽ cập nhật cho anh em như sau. Hiện tại một cây style này, một cây style này sẽ bằng là 14 cây gua này, 14 cây gua này và cộng thêm 3 sói vàng. Tức là một style sẽ đổi được đó là 14 gua cộng với 3 sói vàng. Đó là giá quy chuẩn ở thời điểm hiện tại. Anh em đổi một bằng 15 thì sẽ rất là khó đổi, không đổi được đâu. Đấy, còn nếu mà anh em đổi nhanh hơn, anh em đổi là 1 bằng 14 cộng 2 thì nó sẽ cực kỳ nhanh, có người đổi, nhưng mà thế này nó hơi lãng phí. Đó. Ok, thì đó là về cái đổi style ra gua. Đổi style ra gua. Còn một cây gua này thì khi anh em đổi ra sói vàng, khi anh em đổi ra sói vàng này thì anh em sẽ đổi được đó là 4 con sói vàng này cộng thêm là 5 đến 6 bóc red này. 5 đến 6 bóc red này sẽ đổi được một con sói vàng. Và nếu mà anh em đổi đổi bình thường ấy thì anh em sẽ đổi là khoảng không lấy bóc red ấy thì anh em sẽ đổi là hai cây gua này lấy 9 sói vàng. Hai cây gua lấy 9 sói vàng, đó là cái tỷ giá đổi nhanh cho anh em ở trong chợ cha dây 1 đến cha dây 3. Thì anh em có thể tham khảo. Đó. Ok, đó là về cái tỷ giá đổi của cái cây gua này, tỷ giá đổi của cây gua ra sói vàng. Còn cái tỷ lệ đổi của sói vàng ra cái bóc red này thì sao? Cái sói vàng khi mà anh em muốn đổi ra bóc red thì hoặc là anh em có bóc red mà anh em muốn đổi lên cái sói vàng này để sử dụng để cưỡi tạm hoặc là để đi tra re những cái đồ giá trị hơn thì anh em có thể đổi được đó là từ 10 đến 11 bóc red đổi lấy một sói vàng. Đó, thì sẽ có người đổi nhanh cho anh em ở trong chợ cha dây 1 và cha dây 3. Đó là cái thông tin đổi của tháng 7. Cả tháng 6, tháng 7 hiện tại thì cái tỷ giá của cả hai tháng thì nó đều như nhau. Nên là hôm nay thì mình mới cập nhật cho anh em. Đó. Thì là rất là mong anh em sẽ nắm được những cái tỷ giá trao đổi quy đổi ở trong game để đi tra re giao dịch mua bán nó được thuận tiện và không bị mất thời gian. Anh em nắm được cái giá thì anh em vào anh em đổi thì nó sẽ nhanh. Thì anh em nếu mà anh em không biết giá, anh em đổi theo cái giá nó cao quá thì rất khó để
có thể mua bán được ở trong game, mình chỉ mất thêm thời gian thôi. Đó, ok, đó là một cái video ngắn ngày hôm nay mình làm và để cập nhật cũng như là để giới thiệu lại về cái các loại tiền tệ ở trong game Huawei cho anh em. Cái tiền tệ này thì nó sử dụng được cả trên phiên bản Mobi và trên phiên bản PC. Đó, thì anh em chơi thì anh em có thể là những cái tiền tệ này thì mình cũng nói sơ qua lại, thì ví dụ như cái bọc red này thì có tỷ lệ là ném ra cái con sói vàng này. Đó, nên là cái sói vàng này nó có giá trị và nó chỉ có giá trị chủ yếu để giao dịch thôi, chứ anh em nếu mà mang IPK thì nó sẽ rất là yếu. Đấy, ok, kể cả những cái kiếm vua hoặc là cây style này cũng vậy, nếu mà anh em cầm lên để đi đánh nhau thì nó sẽ rất là yếu, vì cái này nó chỉ là hàng gọi là cầm chó đẹp thôi, phiên bản kỷ niệm, phiên bản gọi là rất là hiếm có trong game, nên là nó tạo ra một cái giá trị cho những cái đồ đạc này để anh em người chơi có thể tự biến nó thành cái tiền tệ để trao đổi trong game. Ok, hôm nay thì chỉ làm một cái video để cập nhật cho anh em như vậy thôi. Rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình một nút like video và một nút chia sẻ cũng như một nút đăng ký kênh nhá. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.